Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Lời nói đầu tiên, mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Hôm nay mình sẽ cập nhật hai cái chậu hoàng lạp này. Một chậu là mình có làm video cách để chúng ta kích hoa. Thì hôm đó mình có chia sẻ với các bạn là cách chúng ta kích hoa bằng VTL17. VTL17 các bạn, và chúng ta bôi trực tiếp vào. Thì trước khi vô, mình nói sơ lược lại là trước khi kích thì chúng ta bôi trực tiếp vào. Thì hiện tại thì mắt nó sưng rất là to luôn mọi người. Đó, nó sưng rất là to nhưng nó chỉ nằm ở cái mức độ sưng đó thôi. Nó chưa có cải thiện gì hết. Còn cái mầm bên đây thì nó cải thiện nhưng nó lại đứng các bạn. Mình kích từ ngày mùng 9 tháng 11 nha mọi người. Đó, nó bật ra rất là nhanh nhưng nó bị thui hai mầm và nó lại đứng lại. Mình cũng không biết lý do tại sao luôn, vì là mình có kích cùng với những cái chậu mà hồ điệp của mình thì nó lại rất là thành công. Hồ điệp thì mình thử nghiệm thành công xong mình mới thử nghiệm lên đây. Nhưng mà hai cái thân này nó lại được các bạn nè. Đó, chậu của nhà mình bữa trước nhà mình là nguồn nước nó bị phèn đấy các bạn. Cho nên là bây giờ nó vẫn còn bị đọng lại, nhưng mà nguồn nước bây giờ thì mình đã thay nước khác rồi. Đó, các bạn thấy không? Nếu đúng kết quả tốt là bây giờ ngòng hoa đã phải được như thế này rồi ha, vì nó đã được tới 33 ngày rồi. Sau khi kích 33 ngày thì nó sẽ được như thế này, nhưng nó chỉ được có hai mầm thôi, được có hai ngòng mà kết quả không tốt. Thật là buồn ghê ấy. Và những cái mắt mình có thể bôi thì nó cũng sưng để đó thôi, nó chỉ được có hai mắt này thôi mọi người, tức là nó kết quả nó không cao nha, cùng một loại thuốc đó. Bên này sưng hết luôn, sưng rất là to bung ra luôn, nhưng mà nó không có nó... Đây này mọi người, đó, sưng rất là to luôn so với cái hôm mình thực hiện quá trình kích á. Nhưng mà và sau khi bôi xong á, đã được 33 ngày và sau khi bôi xong mình cho nó nghỉ 2 ngày, mình nói chung nghỉ 1 ngày rồi mình tưới nước và 2 ngày sau mình bắt đầu tưới kích hoa. Mình tưới kích hoa rất là cao nha các bạn, mình tưới lên cao luôn á, 10, 5, 5, 10, nhưng mà nó cũng không có kết quả gì tốt lắm. Nói chung là không có kết quả. Kết quả nó cứ đang nằm im ở đó thôi. Khoảng nửa tháng nữa mình sẽ cập nhật lại tình hình coi cho mọi người xem coi sao. Chứ còn mình cũng không thực hiện lại nữa đâu mọi người. Vì mình chơi lan mà mình chỉ thí nghiệm trên một vài cây mình test hoa thôi. Đúng mùa của nó thì nó sẽ tự nhiên nó ra, thì mình chăm sóc tốt nó sẽ ra thôi. Cái mắt này nó nhìn nó vậy nhưng nó vẫn còn có thể ra hoa được. Chứ nó không có, nó bị đen đen vậy là không phải là nó hư đâu mọi người đó. Bây giờ mình sẽ mời mọi người xem những cái chậu mà mình kích hoa bằng VTL17 của hồ điệp rất là thành công. Nhưng mà kích vô cái này thì không biết là hay là mình không biết cũng chăm sóc theo cái cây hoàng lạp này nữa, cho nên là nó không được kết quả như mong đợi. Thì nói chung là mình chia sẻ đam mê mà, được hay không được mình vẫn chia sẻ để cho mọi người cùng giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Nếu bạn nào kích có phương pháp nào thành công thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới video để cho mình cùng học hỏi kinh nghiệm nha mọi người. Đây mọi người, đây là cái chậu hồ điệp mình kích, mình thấy rất là thành công luôn. Nếu bạn nào mà đăng ký kênh của mình lâu á, thì các bạn rất là rành những cái chậu lan của nhà mình. Đó, chậu này thì mình... Đây nữa mọi người, đây nè. Chậu này là thành công nhưng mà không được như ý muốn. Mọi người biết sao không ạ? Tại vì mình kích hai lá biên nè, lá này mình đã chữa khỏi rồi nhá. Nó đen nó khô lại rồi. Đây chỗ này nó lên được hai cái nè mọi người, mình kích hai chỗ đó mà nó cứ nắt nắt ra vậy, nó chưa bung nhanh. Để xem ít bữa nữa nó có cải thiện gì không ha. Nắt được hai cái rồi nè mọi người, hai mầm nữa này mà chưa thấy bung. Bên kia ngòng này thì bung rất là nhanh mà kích cùng một giai đoạn luôn đó các bạn. Đó, rất là hay luôn. Kích kể cả hồ điệp, kể cả những cây yếu mình kích thử nó vẫn ra hoa nha mọi người. Nhưng mà mình cũng không biết tại sao ngòng hoa thì rất là to, phân nhánh này mọi người. Nhưng mà của hoàng lạp thì mình thất bại rồi các bạn ạ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video nha. Mình chỉ cập nhật tình hình những cái cây mà mình kích hoa cho mọi người được
được biết thôi. Lá lá các bạn thấy không, lá nó mới chỉ xí xí như thế này thôi nhưng nó đã bắt đầu ra lá non tiếp rồi này, mặc dù nó vẫn đang ra ngọng hoa nha. Cái này bữa nó mình có chia sẻ với mọi người cách xử lý rồi đó. Đó, ngọng hoa vẫn đang nuôi nhưng mà vẫn phát triển lá, và cây thì rất là cứng vì mình có bổ sung thêm canxi, magie, canxi bo đó để cho nó phát triển ngọng hoa cứng và phân nhánh vòi hoa và hạn chế rụng nụ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình. Chúc mọi người luôn thành công với những đam mê. Nếu bạn nào mà có cách nào hay hơn nữa mà giúp cái cây hoàng lạp ra hoa thành công, hãy comment phía dưới video cho mình giao lưu học hỏi nha các bạn.